mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của bác sĩ Hạnh. Và để giới thiệu cho những bạn chưa biết về mình hay là chưa bao giờ xem kênh của mình thì mình là Hạnh, mình kinh nghiệm chuyển đổi y Hà Nội, đang theo chuyên ngành da liễu thẩm mỹ. Mình có một kênh TikTok cho các bạn rất là quen thuộc rồi là Dr. Hạnh Hanna, một blog cá nhân là Dr. Hạnh. Thì trên blog cá nhân này mình sẽ chia sẻ những bài viết về chăm sóc da, về dưỡng thẩm mỹ từ cơ bản đến chuyên sâu, và thêm nữa là nó sẽ có rất nhiều cái tip nằm đầy rồi những cái bài viết mà cá nhân hơn một chút, tình yêu cuộc sống chẳng hạn. Nói chung là nó sẽ cá nhân hơn so với cái fanpage Anaskin mà trước đây các bạn hay liên lạc thường qua mắt. Thì các bạn hãy follow cả blog cá nhân này để mình giao lưu với nhau nhiều hơn nhé. Và sắp tới thì sẽ có một cái website là drhanh.com. Thì trên đấy cũng có rất là nhiều cái bài viết nhưng mà nó sẽ dài hơn và sâu hơn, rộng hơn. Nói chung là các bạn có thể tìm kiếm tất cả bài viết về kiến thức chăm sóc da, rồi skincare, rồi mỹ phẩm, rồi các thành phần hoạt chất vân vân ở trên cả website đấy nữa. Thì ta sẽ có nhiều thông tin hơn và mình tin chắc rằng là đó là một nguồn rất là uy tín mà các bạn có thể tham khảo được. Và rất hy vọng là trong lúc khi mà ra mắt sẽ được các bạn đón nhận. Thì trên tay mình bây giờ là một cái vật dụng mà gần như là vật bất ly thân của mình trong khoảng thời gian gần đây. Mình nghĩ khoảng 1 năm trở lại đây bất ly thân thật. Tại vì có những lúc mà mình đi ra ngoài đường chót lỡ quên nó thì mình sẽ phải quay về nhà lấy, hoặc là tạm ở chỗ nào đó hiệu thuốc hay gì mà có bán cái này để mình mua. Và có những khoảng thời gian mình còn không thể mua được và nó đắt đến mức mà cắt cổ của mình luôn ấy. Cái khoảng thời gian đấy mình nhớ là hình như vào khoảng sau Tết ấy, với cái đợt sau 30/4 1 tháng 5 của năm 2021 này, là nó đắt một cái kinh khủng khiếp và kiểu siêu khó mua, đến mức mà ở bên cơ sở mình phải tích lại thành thùng một thứ rất là đắt nhưng vẫn phải mua tích lại để đưa cho bệnh nhân, đưa cho khách hàng làm trị liệu xong rồi đi về. Nhưng mà bên cạnh cái việc là nó bảo vệ cho bọn mình khỏi dịch bệnh, nó giúp mình không bị phạt tiền, thì nó để lại cho mình những cái hệ lụy về da mà mình nghĩ là có rất nhiều bạn ở đây đang phải chịu đựng. Và hậu quả đó là gì thì chúng ta sẽ cùng làm rõ trong cái video này, và mình sẽ chỉ cho các bạn cách khắc phục tối đa những cái hệ quả mà nó mang lại nhé. Tôi thì bản thân mình thực ra là trước khi dịch ít mình rất là ghét đeo khẩu trang luôn. Không biết có bạn nào ghét đeo khẩu trang mình không? Mình rất là ghét đeo khẩu trang vì cảm giác đeo vào nó cứ bí xong rồi khó chịu với da của mình, nhất là những bạn da dầu như mình á. Kiểu đang nhà da dầu xong rồi mùa hè thì nắng ở Sài Gòn thì nắng quanh năm, nắng từ sáng đến tối, chỉ có cái lúc mà về chiều tối hẳn ấy, đêm ấy thì nó mới mát xuống, rồi còn nó nắng cả ngày luôn. Cho nên là mình rất là ghét đeo khẩu trang này. Và nghề của mình thì là nghề đeo khẩu trang cả ngày. Chứ các bạn biết sao, cứ khi nào mình bỏ khẩu trang ra mình cũng đang ghen luôn ấy. Tức là mình ghét đến mức độ như thế mà đeo bây giờ phải đeo nó suốt ngày hàng năm. Khoảng thời gian mà mình đang quay cái video này, khoảng thời gian mà dưới nghiêm giãn cách hoàn toàn, như là phong tỏa hoàn toàn tại thành phố Hồ Chí Minh, thì ít phải đeo hơn, tại vì ở nhà mà cũng không tiếp xúc với ai cả, cho nên đỡ phải đeo hơn. Rồi chỉ cần khoảng thời gian mà mình vẫn được đi ra ngoài đường ấy, thì phải đeo rất là nhiều. Ngoài ra đấy thì mình cảm thấy thực sự rất là khó chịu và da mình gặp rất là nhiều vấn đề vì cái khẩu trang này. Và mình cũng làm một cái video trên TikTok rồi, nhưng mà không biết vì sao mà nó bị lỗi ở trên TikTok, cho nên mình đã phải bị gỡ xuống, không biết tại sao, không biết là tại sao. Cho nên mình đã quay lại một cái video ở trên YouTube nó đầy đủ hơn và cụ thể hơn. Và mình rất là mong video này sẽ giúp các bạn giải quyết được một vài cái vấn đề mà cái khẩu trang này gây ra. Mình nghĩ là rất là nhiều bạn đang phải chịu đựng đấy, tại vì nó cũng không hề nhẹ và làm cho các bạn rất là khó chịu. Thôi thế thì khẩu trang đã gây ra những cái hậu quả gì trên da của bọn mình thế? Đầu tiên đó là nó sẽ làm cho da của bọn mình đổ dầu nhiều hơn, đúng không? Số 2 là các bạn hay bị nổi mụn và nổi sẩn viêm. Thứ 3 là các bạn hay kêu ca với mình là khi mà đeo khẩu trang, nhất là những bạn làm ngân hàng hay là làm những công việc ở cái khu chống dịch, tức là bắt buộc phải đeo khẩu trang vào ấy, không thể bỏ ra được, thì các bạn sẽ bị một vài tình trạng nữa đấy, ví dụ như là lên mụn ẩn này, hoặc là da bắt đầu sần lên, ngứa, thậm chí là viêm da tiếp xúc. Thì đó là một vài cái tình trạng điển hình mà mình có thể kể đến khẩu trang gây ra. Thì nguyên nhân của nó là gì, tại sao mình lại bị như vậy nhỉ? Cái nguyên nhân đầu tiên mà cái khẩu trang nó làm cho mình bị mụn ít hay làm cho mình da mình tệ đi, đó chính là khi mà bọn mình đeo cái khẩu trang này vào thì nó sẽ tạo ra một cái môi trường yếm khí hay là môi trường ít oxy ở bên trong cái khẩu trang ấy. Và cái môi trường đó thì nó tiếp xúc trực tiếp với cái da mặt của mình, tức là da mặt của mình đang ở trong một cái môi trường yếm khí là ít oxy, và cái môi trường này thì tạo một cái điều kiện rất là thuận lợi cho một con vi khuẩn gây mụn phát triển, đó chính là vi khuẩn C. acnes. Vì con C. acnes nó rất là thích cái môi trường yếm khí, cái môi trường ít oxy mà mình vừa nói, và đồ ăn yêu thích của nó là bã nhờn và dầu thừa trên da của các bạn. Vì vậy nên bạn sẽ thấy là mặt mình nổi những cái sẩn viêm, hoặc là những cái nốt mụn viêm li ti ở trên phần má này, hoặc là có những bạn thì đã bị ở cái phần hai bên cánh mũi và phần cằm, nhưng nói chung mụn nó sẽ là những cái sẩn viêm và có đầu trắng nhỏ li ti ở trên bề mặt nhé. Thực ra thì
có rất nhiều những cái loại mụn ấy, hoặc là những cái tình trạng mà nhìn chúng nó y hệt như nhau nhưng mà lại do các nguyên nhân khác nhau, thì nói chung là nó tham khảo thôi. Cái này thì để chuẩn nhất thì sẽ có bác sĩ khám cho các bạn để khai thác tiền sử rồi là khai thác các triệu chứng đi kèm thì nó sẽ chuẩn hơn, nhưng mà đại loại thì chung là sẽ kiểu như thế này. Một cái tình trạng nữa các bạn sẽ gặp phải do cái nguyên nhân này gây ra đó là các bạn sẽ bị ký sinh trùng đến vô đách ấy. Thì cái con này nhìn rất là ghê ấy. Các bạn nhìn thì nó rất là ghê, nhìn như là kiểu nó có kiểu phái thú ấy, ở trông rất là ghê đúng không? Thì cái con này nó cũng thích môi trường yên chí và mối quan hệ thích của nó cũng là bã nhờ một dòng thừa, nhưng mà cái biểu hiện của nó gây ra da của mình nó sẽ khác một chút. Mình sẽ ví dụ như là nó sẽ lên những cái sẩn viêm rất là to, kích thước nhân thì không tương xứng kích thước của viêm, tức là cái mụn viêm này to đùng nhưng mà cái nhân thì bé tí, hoặc là các bạn thậm chí không có thấy nhân của nó luôn. Và cái mụn này mà các bạn chứng PPO vào mà cái giai đoạn nó đang viêm dở viêm da, các bạn chẳng có thể nào cũng chai mụn vào như vậy, và nó sẽ thường xuất hiện ở vùng 1/3 dưới hoặc 1/2 dưới phần mặt các bạn này, đặc biệt là cái vùng cằm và hàm hai bên rất là hay gặp do những ký sinh trùng đến vô đất. Thì với cái tình trạng này thì sẽ phải kê đơn kết hợp giữa thuốc thoa và thuốc uống đúng nào với chăm sóc da để tránh cái tình trạng là nó nặng thêm và nó tái phát. Thì nếu các bạn gặp cái tình trạng như thế này, các bạn hãy liên hệ ngay với bác sĩ da liễu để được kê đơn và điều trị sớm, tránh để lại cái di chứng nặng nề về sau nhé. Rồi đến nguyên nhân số 2 mà làm cho da của mình tệ đi khi mà các bạn đeo khẩu trang, đấy là khi bọn mình đeo khẩu trang thì nó sẽ tạo ra một cái môi trường nóng và ẩm ở bên trong khẩu trang. Nghe nóng và ẩm là thấy bị bách khó chịu đúng không? Và cái môi trường nóng ẩm này thì nó sẽ làm cho kiến bạc của mình hoạt động rất mạnh, đổ dầu nhiều hơn, và các bạn sẽ gặp tình trạng đấy là lên những cái mụn ẩn, lên những nổi cái sần da mình sần lên rất là khó chịu, và nó lên kiểu như là da bị bít tắc nhiều hơn nữa, là da bọn mình chắc chắn sẽ đổ mồ hôi ở bên trong và làm cho cái cổ năng lông của mình bị bít tắc lại rồi nó mất cân bằng rồi trên da, dẫn đến rất nhiều những cái hệ lụy về sau. Thêm nữa thì cái môi trường này nó cũng tiếp tục tạo điều kiện cho quá trình viêm mạnh hơn đó, cho nên khi bạn nào mà đang có mụn viêm mà bị khẩu trang nhiều nữa thì các sẽ càng thấy cái tình trạng viêm mình càng nặng nề và khó cải thiện. Và cái nguyên nhân số 3 đó là khi bọn mình đeo khẩu trang ấy, thì dù cái khẩu trang đấy nó có mềm đến đâu, nó có xịn đến đâu thì nó vẫn sẽ ma sát và cọ vào mặt của mình, dẫn đến làm tổn thương cái hàng rào bảo vệ da và sẽ làm cho cái tình trạng nhạy cảm của da tăng lên, đặc biệt là những bạn có sẵn một cái làn da nhạy cảm nữa thì các bạn sẽ phải chịu hậu quả ngay. Thậm chí nhá, ví dụ bạn đeo khẩu trang từ sáng đến tối, bạn thấy bạn cởi khẩu trang ra, bạn biết liền, tức là nhìn thấy da của mình nó khác liền, nó có thể đỏ lên, nó có thể bị sẩn ngay lập tức, và bọn mình sẽ phải xử lý ngay những cái tình trạng đó, tránh việc là nó sẽ lây lan ổ viêm da hoặc là tình trạng viêm da của mình nó trở thành viêm da tiếp xúc thực sự, thì điều trị sẽ vất vả hơn. Ở cái nguyên nhân này ấy, thì bọn mình sẽ có thể gặp tình trạng là mặt chúng ta bị ngứa nhá, ngứa cảm giác rất là ngáy khó chịu, và nhìn thấy những cái sẩn viêm ở trên da nhưng mà nó không có nhân ấy, nó chỉ là những cái sẩn đỏ lên thôi, và các bạn kệ nó nhá. Nếu như mà nó không quá nhiều hay quá nặng thì các bạn, việc của mình là chỉ kệ nó thôi, làm sạch rất là nhẹ nhàng dùng các cái serum dưỡng ẩm, các bạn kệ nó nhá. Mình sẽ nói kỹ hơn về giải pháp đằng sau, nhưng mình chỉ nhấn mạnh chỗ này là các bạn kệ nó, đừng cào gãi, đừng có nặng, đừng có làm gì cả, vì các bạn càng động vào thì nó càng sẽ tệ đi thôi. Và cái yếu tố nguyên nhân thứ tư mà làm cho mình tệ đi khi đeo khẩu trang đó chính là chất lượng của khẩu trang. Mình nhớ là cái khoảng thời gian mà đầu tiên công bố dịch ý, thì đúng là khẩu trang nó cháy hàng luôn. Như mình còn nói trong cái đoạn đầu tiên ý, mua khẩu trang cực kỳ khó khăn, và bắt đầu người ta nghĩ ra những cái cách để kiếm lời ở trong cái dịch bệnh này bằng cách họ sản xuất ra những cái khẩu trang nó không đảm bảo chất lượng. Mình cũng mua phải thùng như thế. Bây giờ ở Hanaskin vẫn còn cái thùng đấy. Tức là khi mà bọn mình cắt thử cái khẩu trang ra thì bên trong nó không phải là kiểu các cái lớp khẩu trang đảm bảo đâu, mà nó là những cái giấy ấy, 3 lớp nhưng mà nó không phải là 3 lớp chuẩn, mà nó là những cái giấy rồi những cái loại khẩu trang nó không đảm bảo. Vì vậy nên và bản thân da của mình thì cũng là một cái tinh da rất là nhạy cảm luôn, cho nên là mình đeo vào một cái mình biết luôn ấy. Hôm đấy thì mình có nhìn thấy cái khẩu trang đấy, cảm giác nó rất là dày dặn nhá, màu nó là màu xanh đậm luôn. Thế cái các bạn ấy không để ý, nhưng mà khi mà đưa cho mình đeo lên ấy, tại vì lúc đấy mình hết khẩu trang ở trên phòng làm việc, các mình xuống mình lấy khẩu trang đi ra, thì mình đeo lên một cái mình thấy khó chịu quá, vì cảm giác như mà có một cái lông ở bên trong nó cọ cọ mặt mình đã rất là khó chịu rồi. Sau đấy mình về thì bắt đầu mình ngứa và mình lên những cái sẩn nhỏ ấy. Thì mình còn nói với các bạn là em thử kiểm tra khẩu trang xem nó có đảm bảo không, thì lúc mà cắt ra thì đúng là nó không đảm bảo thật, và nó có những cái bụi giấy rồi bụi vải bên trong, có lẽ là do như vậy cho nên mình mới có những cái triệu chứng kiểu như là bị dị ứng, cho nên là mình đã phải đục cả cái thùng khẩu trang đi. Nói tóm lại đó là những cái nguyên nhân mà gây ra tình trạng da mình càng ngày càng tệ đi khi mà đeo khẩu trang. Thì bây giờ thì cách khắc phục như thế nào? Vậy thì về bản chất ý,
tất cả những cái gì mà khẩu trang gây ra cho mình nó sẽ rơi vào thứ nhất là da của mình được dầu nhiều hơn, tăng tình trạng bít tắc, tạo môi trường nóng ẩm và yếm khí cho vi khuẩn ký sinh trùng phát triển, và thêm một cái nữa là nó sẽ làm tăng tình trạng nhạy cảm cho da và làm cho da của mình mất cân bằng ẩm, bị chà xát, cho nên là dễ bị tình trạng là viêm da dị ứng hay là viêm da kích ứng tiếp xúc. Thì cái lời khuyên về giải pháp của vấn đề này mà mình muốn gửi đến các bạn đấy là, thứ nhất, đương nhiên là mình không thể bỏ đeo khẩu trang, các bạn cứ đeo khẩu trang cẩn thận, nhưng các bạn có thể thay cái khẩu trang này bằng khẩu trang này. Tại vì khẩu trang này thứ nhất là nó có van thông khí, nó sẽ làm cho cái không khí ở bên trong cái khẩu trang nó thoáng hơn và nó bớt cái tình trạng bí bách khó chịu, nó bớt yếm khí hơn. Cái số 2 là cái khoảng không ở trong cái khẩu trang này nó khá là rộng ấy, nó sẽ đỡ cọ vào mặt của mình hơn, cho nên các bạn cũng sẽ đỡ bị sần hay bị ngứa hay bị dị ứng hay bị kích ứng tiếp xúc do cái khẩu trang nó chạm vào mặt của mình. Cái rất là quan trọng là cái khẩu trang này nó có khả năng chống đỡ virus ok nhất. Đấy về khẩu trang, đấy là lựa chọn khẩu trang nhé. Còn về chăm sóc da thì mình sẽ có cho các bạn hai cái phương pháp chính. Thứ nhất đấy là bọn mình sẽ tập trung làm sạch da thật là tốt, tức là làm sạch da kỹ hơn nữa so với bình thường. Tại vì về bản chất thì khi bọn mình đeo khẩu trang như mình vừa nói thì nó sẽ làm tăng tiết bã nhờn đúng không? Tăng tiết tắc cổ nhâm lông và có thể thậm chí nó sẽ làm rối loạn sừng hóa đạo của mình nữa. Cho nên mình sẽ cố gắng là làm sạch kỹ để tránh tình trạng tiết tắc bằng cách các bạn sử dụng cái sữa mài làm sạch sâu nhưng mà vẫn nhẹ dịu nha. Có thể chứa thành phần AHA hoặc BHA để giúp cho cái bề mặt da của các bạn khô thoáng hơn, đặc biệt là BHA nó sẽ giúp da của mình bớt đục thường, khô thoáng hơn và nó sẽ làm sạch đi dầu thừa trên bề mặt da, cũng như là nó cũng sẽ hỗ trợ làm sạch sâu trong cổ nang lông của bọn mình nữa, cho nên nó sẽ làm giảm bít tắc và giảm đủ dầu khá là nhiều đấy. Và cái nguyên tắc số 2, cái giải pháp số 2 đó là bọn mình sẽ phải cấp ẩm, giữ ẩm và phục hồi da rất là tốt. Vì các bạn biết từ đó, khi bọn mình đeo khẩu trang nhiều ấy, cái khẩu trang nó cọ sát vào mặt mình này, nó sẽ làm cho da của mình tăng nhạy cảm và làm tổn thương hàng rào bảo vệ da. Da của mình sẽ dễ mất ẩm hơn, cho nên là các bạn hãy chú trọng thêm nữa vào khâu giữ ẩm, phục hồi cái hàng rào bảo vệ da để da của mình khỏe mạnh hơn và sẽ giảm được cái triệu chứng mà mình vừa kể nhé. Và thêm một cái nữa, một cái tip nữa cho các bạn, đấy là các bạn có thể kết hợp các cái treatment trong cái trường hợp này, đấy là BHA riêng luôn cho BHA giữ rửa mặt đâu, mà mình riêng và BHA nữa và dùng retinoid. Nhưng mà cái này thì thật sự là mình khuyên các bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Tại vì da các bạn bình thường sử dụng cái này đã hơi khó rồi, thì nếu mà bây giờ mình đang đeo khẩu trang nhiều, mình đang gặp một cái tình trạng bác sĩ vừa kể, thì bạn cứ tham khảo ý kiến bác sĩ để bác sĩ kê cho các bạn nó chuẩn, được không nào? Cho nên mình mới không cho vào là một trong những cái nguyên tắc để chăm sóc cho da của các bạn trong cái giai đoạn này đấy. Tại vì nó hơi khó để các bạn kiểm soát được cái đích điều trị là cái tác dụng của hai hóa chất này trên da của các bạn trong cái tình trạng hiện tại. Một cái chú ý ở đây là khi mà các bạn phải đeo khẩu trang nhiều thì các bạn hãy tối giảm cái khâu chăm sóc da vào buổi sáng. Tức là cái routine buổi sáng của mình rất là đơn giản thôi. Bạn chỉ cần rửa mặt bằng một cái sữa mặt nhẹ dịu, đúng không nào? Sau bạn thoa serum mỏng nhẹ thôi và thoa một loại kem dưỡng ẩm cũng mỏng nhẹ luôn. Ví dụ như là dạng gel, dạng lotion mỏng hoặc là dạng sữa dưỡng rất là mỏng nhẹ thôi. Và bôi kem chống nắng cũng thật là thoáng, các dạng bào chế thật là thoáng. Ví dụ như là các bạn có thể bôi Heloke chẳng hạn này, hay là Phước Điền Magiel này, hay là Tenamid này, nên chung là những cái kem chống nắng mà nó mỏng nhẹ thôi, để tránh trường hợp là da bọn mình bị bít tắc thêm khi mà các bạn bôi quá là nhiều lớp ở trên da buổi sáng, sau bọn mình đeo khẩu trang nữa thì mặt mình sẽ không chịu được. Và tất cả những cái bước chăm sóc da chuyên sâu hay là những cái treatment hay gì đó thì các bạn sẽ để hết vào buổi tối giúp mình và chia đều ra các buổi sao cho nó phù hợp với tình trạng của các bạn, để tránh tình trạng là da của mình quá tải nhé. Không cần chú ý nữa, điều trị quá nhỉ. Nhưng mà mình sẽ nói đây cho các bạn chú ý thêm, đấy là các bạn hãy hạn chế bít tắc. Tại vì khẩu trang không ai nhìn thấy mình, không ai nhìn thấy mình mà trên thôi mình cũng không biết cắt luôn, các bạn chỉ muốn lên chống nắng thì thôi. Mất cái mắt là được rồi, bị khẩu trang lên thì người ta vẫn nhìn thấy mắt của mình, thì mình biết cắt mắt thôi, kể chân mày kể mắt thế thôi, còn không biết ở bên dưới nữa thì da của mình cũng sẽ được bí hơn thì cũng ok đúng không? Rồi chú ý tiếp này. Lại chú ý nữa, một cái chú ý tiếp theo nữa đấy là khi mà các bạn đeo khẩu trang cả ngày thì các bạn hãy tranh thủ khi nào mà bỏ khẩu trang được thì các bạn bỏ ra. Ví dụ như là các bạn đang ngồi trong một cái khu vực mà xung quanh mình không có ai cả, không có ai gần mình luôn, thì các bạn có thể tranh thủ bỏ khẩu trang để cho cái da của các bạn thở ấy, cho cái môi trường bên trong khẩu trang nó đỡ yếm khí một chút. Hoặc là các bạn có thể thêm một cái bước làm sạch nhẹ nhàng vào cái buổi trưa. Tại vì các bạn bị khẩu trang từ sáng đến chiều tối đúng không, thì có một khoảng thời gian buổi trưa đó, thì
thì mình sẽ vệ sinh da lại một chút. Có thể là các bạn để trang bị nhà, xong rồi các bạn xịt thông nồi hay là sơn cấp ẩm lên, mua lại kem chống nắng này. Hoặc là các bạn mà dùng kem chống nắng không phải loại kháng nước được, không phải loại bám quá chặt vào da mà bắt buộc dùng thời trang mới sạch ấy, thì các bạn có thể dùng một loại thông nồi làm sạch nhẹ nhàng. Các bạn lau qua một cái xong rồi mua lại cho người da của bạn thoáng hơn và đỡ bít tắc hơn á. Nói chung là về nguyên nhân và nguyên tắc điều trị hay là giải pháp để khắc phục tình trạng thì nó là như vậy đó. Nhưng mà các bạn hãy chú ý vào cái phần chú ý của mình nhé, tại vì cái phần chú ý nó rất là đáng chú tâm đấy. Và mình chắc chắn rằng là video vừa rồi đã rất là hữu ích với các bạn, đúng không? Ok, nếu bạn thấy video này hay hữu ích thì các bạn hãy nhấn vào cái nút hình quả chuông bên dưới, bên cạnh đó thì subscribe tiếng Anh và đăng ký bằng tiếng Việt. Các bạn nhấn vào đấy khi mà mình có video mới nhất thì bạn sẽ được nhận thông báo và xem ngay vào luôn nhé. Và một cái nút subscribe bạn sẽ là một sự động viên tinh thần rất là lớn để mình có động lực làm những cái video tiếp theo hay hơn và hữu ích hơn. Và như thường lệ thì nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn hãy comment dưới bên dưới, hoặc có góp ý cho mình cũng comment dưới bên dưới để mình biết cải thiện hơn, để mỗi khi mình lên video mới các bạn thấy nó hay hơn video trước thì tất cả là những công của các bạn đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.